Phúc Lộc và Kim Hằng xin kính chào quý vị khán giả thân quen của Aja Shop. Và như quý vị cũng biết, Aja Shop là một chương trình bán hàng trên truyền hình rất đặc biệt. Và điều quan trọng là chúng tôi luôn luôn cung cấp đến cho quý vị những sản phẩm đặc biệt, độc đáo, nhiều tính năng ưu việt, và quan trọng nhất đó là giá cả. Và trên hết đó là chúng tôi quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Và ngày hôm nay có một sản phẩm như vậy, đó chính là chiếc máy làm kem mang thương hiệu của Thái Lan Kachan đã có mặt trên Aja Shop. Và như quý vị cũng biết thì món kem là một món khoái khẩu của rất nhiều người, đặc biệt là các trẻ nhỏ. Và bình thường thì các mẹ ở nhà hoặc là các quý phụ huynh rất là muốn cho con mình ăn kem, nhưng mà lại sợ rằng là không đảm bảo được an toàn chất lượng vệ sinh. Và đôi khi là kem ở bên ngoài làm những cái khẩu vị đôi khi nó không có phù hợp với con mình. Đúng hay rồi. Bản thân những người lớn rất muốn ăn kem, thế nhưng mà kem thì lại có quá nhiều đường và sữa, đôi khi mình lại sợ mập, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay giải pháp cho quý vị có thể giải khát được cái nóng mùa hè bằng những cây kem thơm ngon, và điều quan trọng hơn là những cây kem từ chính tay mình làm thì không còn gì thú vị hơn. Và ngày hôm nay rất là vui khi mà giới thiệu với quý vị máy làm kem đến thương hiệu Kachan, thưa quý vị. Và như những gì mà anh Phúc Lộc vừa chia sẻ thì Kim Hằng rất là thích với chiếc máy làm kem này. Bên cạnh cái việc là đúng khẩu vị của chúng ta nè, đúng chất dinh dưỡng của chúng ta nè, thì nó còn giúp cho chúng ta tăng nhân sự sáng tạo và tình yêu thương trong gia đình nữa. Quý vị sẽ mua với một mức giá vô cùng đặc biệt, 1.390.000 đồng. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị nhé, chúng ta sẽ còn được nhận thêm những phần quà rất là hấp dẫn, đó chính là bình giữ nhiệt cũng đến từ thương hiệu Kachan với 3 màu sắc. Và khi quý vị mua, chúng tôi sẽ giao cho quý vị một màu sắc ngẫu nhiên như là một món quà mà chúng tôi cảm ơn đến quý vị. Xin mời quý vị gọi điện thoại trong thời gian đang phát sóng. Và ngay bây giờ, để có được sản phẩm chính cũng như là sản phẩm quà tặng vô cùng đặc biệt thì chúng ta hãy nhanh chóng nhấc máy và gọi điện thoại qua số tổng đài quen thuộc 0839109898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website aja-shop.net.vn. Máy làm kem tươi Kachan làm được nhiều loại kem, thao tác đơn giản, làm kem trong 4 phút, giữ được trọn vẹn hương vị và vitamin trong trái cây. Máy làm kem tươi Kachan, công nghệ làm kem hiện đại, từ máy làm từ inox 304, công nghệ làm lạnh nhanh chóng Coolant, khuôn trắng men ceramic tiêu chuẩn châu Âu. Kem mịn và ngon hơn với máy làm kem tươi Kachan, giá cực tốt chỉ có 1.390.000 đồng, bảo hành 12 tháng, tặng ngay một bình ủ thực phẩm cao cấp, nhanh tay lên quý vị ơi! Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta chỉ mất có 4 phút để có thể có được những cây kem thơm ngon và theo đúng khẩu vị của mình, theo đúng thể trạng của mình, và lại cho rất là nhiều thành viên của gia đình nhà mình nữa. Và ngay sau đây thì không phải để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với lại chiếc máy làm kem mang thương hiệu của Thái Lan Kachan. Vâng, như quý vị quan sát là chiếc máy xinh xắn của chúng ta thì được làm bằng hợp kim rất là đặc biệt, và bên ngoài được phủ một lớp nhựa và cách nhiệt và giữ được nhiệt rất là lâu. Và việc đầu tiên khi chúng ta có thể làm kem là chúng ta chỉ việc cho chiếc máy làm kem này vào trong ngăn của tủ đá từ 8 cho đến 12 tiếng và tùy theo cái độ lạnh của cái ngăn lạnh của chúng ta để cho ra được cái cách mà làm kem khác nhau, có thể mềm hoặc là cứng. Và ngay sau đây thì quý vị có thể dễ dàng quan sát là bên trên chúng ta có 3 chiếc ngăn như thế này, đúng không ạ? Và mỗi một chiếc ngăn như thế này thì chúng ta lại có được thêm những cái cây để mà làm kem như thế này quý vị nhé. Rất là xinh xắn. Và khi chúng ta sử dụng xong thì việc chúng ta làm vệ sinh cũng rất là dễ dàng, chúng ta có thể tái sử dụng nhiều lần. Và chiếc máy này đang làm kem này thì có thể làm kem liên tục ra được những cây kem khác nhau và tùy theo cái khẩu vị. Và quan trọng là cái nguyên liệu chúng ta làm là chúng ta sẽ phối trộn như thế nào để phù hợp với khẩu vị mình là thôi. Và quý vị có thể dễ dàng quan sát là bên trên thì được tráng một lớp ceramic vừa là để chống dính việc để chúng ta lấy cái kem ra cho dễ. Hai nữa là cái việc chúng ta làm vệ sinh cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Bình thường thì Phúc Lộc rất là thích ăn kem sô cô la hay là kem cà phê. Chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp giữa sữa tươi, sữa đặc và cà phê lên như thế này quý vị nhé. Vâng, công việc rất là dễ dàng đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc là đổ hỗn hợp này vào trong cái ngăn đựng, ngăn làm kem như thế này. Vâng, quý vị có thể dễ dàng quan sát nhé. Vâng, Phúc Lộc đổ một cái lượng vừa đủ. Và quý vị cũng lưu ý rằng là khi chúng ta đổ thì chúng ta cũng nên chừng khoảng 2cm khi mà đến cái mức cái vạch, cái miệng của cái chiếc máy làm kem, để khi chúng ta đưa cái cây làm kem vào thì lại vừa đủ. Vâng, và không bị trào ra. Và như vậy khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ dễ dàng có được một cái kem rất là đẹp mắt. Sữa tươi không có đường, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có thể cho một chút hương vị là nó là vani hay rằng là mùi một cái hương vị mà chúng ta thích, đó là trái cây vào. Vâng, và quý vị cũng lưu ý là chúng ta cũng chỉ đổ cái lượng hỗn hợp vừa đến cái mức vừa đủ thôi, xong chúng ta đặt cái cây kem vào ngay thẳng hàng như thế này là chúng ta đã có được thêm một cây kem nữa là cây kem sữa tươi. Cây kem tiếp theo đó tức là cây kem sữa bạc hà quý vị nhé. Màu sắc thì vừa đẹp mắt mà vị thì lại cũng rất là thơm ngon.
Thế thì Phúc Lộc tin chắc rằng đây không chỉ là một món kem mà trẻ nhỏ thích mà người lớn cũng sẽ rất là thích nữa, đúng không ạ? Tất cả những cây kem mình làm ra là nguyên liệu mình đã kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, quý vị nhé. Vâng, chúng ta đã phối một cái màu kem bạc hà với sữa như thế này. Và công việc còn lại là chúng ta sẽ chờ từ 4 cho đến 6 phút. Và ngay sau đây thì Phúc Lộc sẽ đi đưa cái máy làm kem này vào trong ngăn đá để chỉ sau có khoảng hơn 3 phút đồng hồ là chúng ta có được những cái kem thơm ngon. Thời gian càng ngắn lại nữa đúng không? Vâng, đúng rồi. Đầu tiên khi mà mình rất là thích đó chính là hương vị của nước nho ép. Vậy thì sao? Chúng ta chỉ cần cho vào xay của kem thôi. Và quý vị nhớ nhé, chúng ta cho đừng có đầy quá và chúng ta chừa một cái khoảng lại để có thể là cho phần que vào để đầy vừa đủ luôn ạ. Và tiếp theo Kim Hằng cũng cực kỳ yêu thích là dưa hấu. Kim Hằng đã ép sẵn một lượng nước dưa hấu thơm ngon rồi và cho một ít xíu đường thôi. Sau đó Kim Hằng sẽ cho vào khuôn kem. Đây. Tiếp tục thì sao? Chúng ta sẽ cho phần que vào. Ở đây thì bên cạnh cái việc là chúng ta tự tay làm những cái màu sắc thơm ngon thì nó còn có nhiều vitamin C nữa nha quý vị. Đây. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cho lượng que vào. Đó, và ngay bây giờ thì mình sẽ cho vào ngăn đá cho bạn nhé. Vâng, Phúc Lộc có thể mở ra giúp Cung Hằng cái cánh cửa tủ lạnh để cho cái máy làm kem này vào. Vâng, rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có thể là có được những cây kem rất là thơm ngon chỉ không quá 3 phút đồng hồ. Và trong khi chờ được cho Kim Hằng làm được cái mẻ kem theo cái khẩu vị của Kim Hằng thì món kem cà phê sữa và sữa bạc hà của Phúc Lộc đã xong. Và bây giờ công việc của lại còn lại của chúng ta thì khi quý vị sở hữu chiếc máy làm kem thì quý vị sẽ được tặng kèm đó là một cái thanh để chúng ta có thể mở được cái cây kem này lên một cách rất là dễ dàng. Và cũng có hai màu rất là xinh xắn như thế này quý vị nhé. Một là màu hồng, một là màu xanh. Chính vì vậy cho nên quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, hãy nói rằng là quý vị yêu thích màu nào thì chúng tôi sẽ giao màu đó quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta chỉ việc là vặn nhẹ cái cây kem này theo chiều kim đồng hồ. Sau khi chúng ta đã nghe được cái tiếng cách của cái giống như là cây kem đã tách ra khỏi chiếc khuôn thì chúng ta sẽ mở ngược lại để lấy cái đồ vặn ra như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cây kem cà phê. Rất là nhanh chóng rồi. Vâng, rất là thơm ngon như thế này quý vị nhá. Vâng, như quý vị đã thấy rằng là hỗn hợp sữa và cà phê sau khi đã trộn lại với nhau và chúng ta đưa vào chiếc khuôn làm kem chỉ sau không quá 4 phút đồng hồ thì chúng ta đã có được một cây kem rất là thơm ngon như thế này. Và bây giờ thì Phúc Lộc xin phép quý vị cũng như là Kim Hằng cho phép Phúc Lộc được thưởng cái món kem mà mình tự làm xem có ngon như thế nào không nha quý vị nhé. Như thế nào ạ? Mát lạnh, thơm ngon nè. Rất là ngon quý vị ạ. Vì Phúc Lộc có thể khẳng định được rằng là ngon hơn cả những cái cây kem ở ngoài tiệm mình mua về. Vì thứ nhất chúng ta tự làm cái cây kem theo đúng cái khẩu vị của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm soát được tất cả những cái nguyên liệu từ lúc chúng ta làm đều hoàn toàn rất là an toàn đúng không ạ? Đúng và rồi. Chúng ta biết rõ rằng là tất cả những cái nguyên liệu này là nguyên liệu gì và cái khẩu vị của mình theo cái độ ngọt, độ béo khác nhau. Chính vì vậy cho nên là chiếc kem cà phê của Phúc Lộc thì rất là thơm ngon. Với một chiếc máy làm kem nhỏ nhắn và xinh xắn đến từ Kachan thì chúng ta sẽ mất thời gian rất là ngắn gọn thôi quý vị ạ. Chỉ có 4 phút là chúng ta đã cho ra được những que kem vô cùng thơm ngon và thậm chí là sáng tạo những hình thù nè, những hương vị và có những cái lượng dưỡng chất thơm ngon mà ba hoặc là mẹ chuẩn bị sẵn cho con em ở trong gia đình chúng ta đúng không nào. Và trong khoảng thời gian chia sẻ về thời lượng làm kem thì Kim Hằng cũng nhớ ra là Kim Hằng cũng đã đến lúc lấy mẻ kem của mình vừa cho vào rồi. Vâng. Bây giờ Kim Hằng sẽ đi lấy nhé. Và cây kem tiếp theo trong bộ ba cây kem mà hôm nay Phúc Lộc có làm đó là tiếp theo đó là một cây kem là sữa tươi. Và quý vị có thể dễ dàng quan sát thấy là chúng ta có thể tạo ra phối màu những cái cây kem khác nhau để tạo thêm sự hấp dẫn. Ở lớp bên dưới thì có thể là hoàn toàn là sữa tươi. Bên trên sau khi kem chúng ta đổ một cái lớp đầu tiên chờ đợi chừng khoảng từ 1 cho đến 2 phút thì cái lớp bên dưới đã đủ đông lại thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp bên trên lớp nữa. Vâng, như vậy là chúng ta đã có một cây kem rất là nhiều màu sắc và hấp dẫn như thế này quý vị nhé. Vâng, và quý vị cũng chờ Phúc Lộc lấy tiếp một cây kem thứ ba nữa là cây kem sữa bạc hà mà hồi nãy Phúc Lộc cũng đã làm để cho quý vị xem là cách làm thì rất là dễ. Và khi chúng ta lấy cây kem ra thì thật là tuyệt vời đúng không ạ? Không còn gì hấp dẫn hơn khi chúng ta có một cây kem rất là thơm ngon và đẹp mắt như thế này. Và Phúc Lộc tin chắc rằng đây sẽ là những cây kem rất là ngon và yêu thích của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Và bây giờ còn lại thì chúng ta có thể đổ tiếp hỗn hợp vào để làm những cây kem khác. Liên tục chúng ta có được rất là nhiều cây kem cho gia đình nhà chúng ta. Rất là nhiều cây kem nha quý vị ơi. Vâng. Thời gian làm thì vô cùng đơn giản cũng như là nhanh luôn.
Và bây giờ Kim Hằng sẽ tiếp tục lấy những que kem ở trong khuôn kem mà Kim Hằng đã làm. Những que kem với mùi vị trái cây vô cùng thơm ngon. Wow. Đầu tiên đây là cam ép nha. Và Kim Hằng tin chắc chắn rằng chị phụ nữ chúng ta khi mà nghĩ đến những cái loại nước ép hoặc là sinh tố thì rất là thơm ngon đúng không? Và ngày hôm nay lại còn kem nữa chứ. Những cái ngày mà trời nóng, thậm chí là những lúc chúng ta buồn miệng thì chúng ta sẽ ăn rất là thơm ngon nè. Như bây giờ Kim Hằng cũng sẽ để lên dĩa để chúng ta có thêm nhiều cây kem hấp dẫn quý vị nhé. Đây, và chúng ta có 3 que kem rồi đúng không? Bây giờ sẽ tiếp tục với cây kem thứ hai. Đây, sau khi mà chúng ta cho cây kem hít nhẹ ra khỏi khuôn để dễ dàng lấy thì bây giờ đã có thêm một cây kem nữa. Rất là thơm như quý vị, nước ép như hấu ạ. Rồi, nhiều màu sắc lắm luôn. Và bây giờ tiếp tục là lên đến nước ép nhỏ. Đây. Rồi, và chúng ta có que kem. Rồi, Kim Hằng cũng sẽ cho vào dĩa với rất là nhiều màu sắc thơm ngon. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa mà quý vị không liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc đang thể hiện trên màn hình. Đó là 0839109898. Và như vậy thì quý vị còn được giao hàng miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị còn có rất là nhiều quà tặng mà chúng tôi gửi tặng ngay sau đây. Đó là một chiếc bình giữ nhiệt. Vâng, một chiếc bình cao cấp giữ nhiệt có thể giữ được những cái thực phẩm như là cháo này, trà này, và có thể lên được từ 8 cho tới 10 tiếng đồng hồ quý vị nhé. Vì đây là một chiếc bình giữ nhiệt rất là cao cấp mà chúng tôi chỉ có gửi tặng trong khung giờ đang phát sóng. Khi quý vị sở hữu đó là chiếc máy làm kem mang thương hiệu Kachang, một thương hiệu của Thái Lan. Vào những ngày hè nóng bức thì còn gì thích thú hơn khi được cùng bạn bè, người thân thưởng thức những ly kem mát lạnh. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm, nguy cơ béo phì do kem làm sẵn chứa quá nhiều đường, nhiều chất béo khiến bạn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của con em. Và giải pháp mà Aesop mang đến quý vị ngày hôm nay, máy làm kem tươi Kachang giúp bạn có thể tự tay làm kem tại nhà đơn giản và nhanh chóng nhất. Với máy làm kem tươi Kachang, bạn sẽ chủ động hơn trong việc làm kem tại nhà bằng việc gia giảm các nguyên liệu, hương vị cho cả nước ép vào các loại trái cây yêu thích của mình để có thể là cho ra những que kem thật đặc biệt, sáng tạo của riêng mình. Chắc chắn các bé sẽ vô cùng thích thú với những que kem thật mát lạnh, chế biến cực nhanh chỉ trong vòng 4 phút mà thôi. Làm kem từ trái cây tươi không phụ gia, chất bảo quản sẽ an toàn hơn và giữ trọn vẹn được mùi vị, vitamin có trong trái cây. Một giải pháp thật nhanh chóng để có những que kem tươi tại nhà. Máy sử dụng đơn giản đến nỗi là các bé có thể là tự tay làm những que kem tặng cho bố mẹ của mình. Hãy trải nghiệm và cảm nhận hương vị thơm ngon của những que kem siêu mềm, siêu tươi, siêu ngon, giàu dưỡng chất và không phụ gia, không chất bảo quản với máy làm kem tươi Kachang. Kem mịn và ngon hơn với máy làm kem tươi Kachang. Giá cực tốt chỉ có 1.390.000 đồng, bảo hành 12 tháng, tặng ngay một bình ủ thực phẩm cao cấp. Nhanh tay lên quý vị ơi! Chúng ta sẽ tạo hình một cây kem với lại rất là nhiều những cái hình thù trái cây với những cái hình vùng lĩnh đẹp mắt quý vị nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ chọn một cái hình thù mà chúng ta đã tạo dựng, và ngay sau đây thì Phúc Lộc sẽ tạo ra một cái chú bò rất là ngộ nghĩnh như thế này quý vị nhé. Vâng, chúng ta sẽ đặt lên trên một cái cây làm kem như thế này, và chúng ta sẽ nghiêng cái máy làm kem để chúng ta sẽ đưa cây làm kem cũng như cái hình thù của con thú vào trong ngăn làm kem để không bị rơi ra quý vị nhé. Vâng, xong chúng ta sẽ ép nhẹ lên bên trên để cho cái hình thù á, là nó dính về phía bên ngoài của cây kem. Thì khi lúc sau chúng ta đổ cái hỗn hợp vào thì hỗn hợp á, nó vẫn để lộ ra cái hình thù ở bên ngoài. Và sau khi chúng ta đã đưa được cái hình con thú vào trong khuôn thì bây giờ chúng ta chỉ chọn là một cái hỗn hợp theo cái khẩu vị của chúng ta. Và bây giờ thì Phúc Lộc sẽ chọn đó là sữa với lại bạc hà. Vâng, cùng kết hợp với lại món dưa gang thì rất là ngon, tạo ra một món kem rất là đặc biệt. Và ở nhà thì quý vị cũng có thể làm theo khẩu vị của mình quý vị nhé. Còn hai khuôn kem trống còn lại thì Phúc Lộc sẽ tạo ra món kem chuối với lại dưa hấu quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đặt một miếng chuối lên trên cái cây làm kem như thế này. Vâng, rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo một miếng nữa đi. Đó, chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều hình thù khác nhau quý vị nhé. Và bây giờ thì Phúc Lộc sẽ đặt vào ngăn thứ hai. Vâng,
và cũng ép qua một bên thành mà chúng ta cần tạo hình. Rồi, sau đó rồi nước ép dưa hấu mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn thì chúng ta chỉ việc đổ vào. Rất là dễ đúng không ạ quý vị? Và tiếp theo chúng ta Phúc Lộc sẽ làm món kem thứ hai tiếp theo nữa, đó là nho. Vâng, với lại chanh dây. Đó, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đặt cái miếng nho xinh xắn này lên như thế này. Chúng ta sẽ đặt vào trong cái hộp đựng kem như thế này. Và nước ép chanh dây chúng ta đã chuẩn bị sẵn thì chúng ta chỉ việc đổ vào trong khuôn làm kem như thế này thôi quý vị nhé. Vâng, rất là dễ dàng phải không ạ? À, rất là hấp dẫn quý vị ha. Và trong khoảng thời gian mà anh Phúc Lộc thực hiện những cái mẫu que kem với những hình thù đáng yêu từ những trái cây để mà chúng ta kết hợp với những hương vị, thì Kim Hằng đã chuẩn bị sẵn ở đây một khay kem cũng rất là thơm ngon với đủ loại nước ép luôn. Kim Hằng thì tất nhiên là con gái cho nên là rất là thích nước ép. Đầu tiên thì Kim Hằng có phần nước ép Việt Quất nha. Và bây giờ chúng ta đang có cây kem với hương vị Việt Quất quý vị ạ. Một màu sắc vô cùng đẹp mắt và thơm ngon nha quý vị. Một cái màu xanh mà Kim Hằng vô cùng yêu thích. Món kem mà Phúc Lộc hồi nãy chế tạo ra những hình thù thì không biết là như thế nào quý vị nhé. Vâng, chúng ta có thể sử dụng cái cây để mà chúng ta lấy cây kem ra rất là dễ như thế này. Sau khi chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ thì chiếc kem đã tách ra khỏi chiếc khuôn. Thì chúng ta sẽ vặn ngược lại tháo ra. Vâng, và bây giờ thì quý vị có thể dễ dàng thấy là những cái hình thù mà Phúc Lộc hồi nãy tạo thì đã có được những cái... tạo được ra cây kem rất là thơm ngon và đẹp mắt như thế này quý vị nhé. Wow, rất là dễ thương đúng không ạ? Hình một chú bò rất là dễ thương đúng không ạ? Vâng, được làm với lại bạc hà, sữa bạc hà. Và tiếp theo thì đó là chuối với lại dưa hấu thì cũng rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Nhìn vừa bắt mắt vừa đẹp. Và như vậy thì không những trẻ nhỏ có thể ăn được những cây kem theo sở thích của mình mà cha mẹ lại còn cung cấp những cái nguồn vitamin cũng như là khoáng chất có trong trái cây. Mà đặc biệt là đối với những lại trẻ nhỏ mà lười ăn trái cây hay là lười ăn rau củ thì đây có thể là một cái biện pháp để giúp cho trẻ nhỏ tăng thêm cái vitamin vào trong cơ thể. Còn đối với những người ăn kiêng thì từ nay cũng không sợ những món kem mà có quá ngọt nữa đúng không ạ? Vì chúng ta có thể làm kem theo khẩu vị của mình. Đặc biệt là đối với những người như là bị bệnh tiểu đường, đôi khi cũng rất là thích ăn cái cây kem nhưng mà vì kem mua ở bên ngoài thì rất là nhiều đường sữa. Vậy thì tại sao không chúng ta không tự làm kem ở nhà đúng không ạ? Mà chúng ta có thể làm một cái loại nguyên liệu trái cây mà không ảnh hưởng gì đến cái lượng đường trong máu đúng không ạ? Mức giá trên Angus trong khung giờ đang phát sóng là 1.390.000 đồng. Và chưa hết đâu nha quý vị, chúng ta sẽ còn được nhận ngay một phần quà rất là đặc biệt, đó chính là một bình giữ nhiệt cao cấp cũng đến từ thương hiệu Kachan. Cái bình giữ nhiệt này thì đây là một quà tặng, một phần quà tặng mà Angus muốn gửi đến quý vị đã ủng hộ kênh Angus trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên bất kỳ màu sắc nào để quý vị chúng ta tạo thêm niềm vui khi mà chúng ta mua máy làm kem Kachan. Và quý vị ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có những cây kem rất là nhiều màu sắc và đặc biệt đầy đủ dưỡng chất dinh dưỡng cho tất cả thành viên trong gia đình chúng ta đúng không nào? Chúc quý vị chúng ta sẽ có những trải nghiệm làm kem tuyệt vời nhất. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Kim Hằng và Phúc Lộc xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.